Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tử sanh. Cửa vô minh khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi. Nam mô A Di Đà Phật. Trở về để mà chúng ta cộng tu, chắc rằng quý vị
được cái hương vị của cái phương pháp mà niệm Phật bốn chữ. Cho nên thành ra cứ đến ngày Chủ nhật vào giờ cho bọn công việc gì, quý vị vẫn dành một cái thời gian nghĩ đến cái pháp hồi niệm Phật qua năm tỉnh thất, và chúng ta về đây để tu tập một ngày. Và hôm nay cũng có các đoàn ở bên Úc, nhưng ta cũng lên đây để thăm viếng. Vì vậy cho nên pháp hội của chúng ta tuy rằng nhỏ bé thôi, tuy rằng là một mái con rất là ấm cúng đơn sơ, nhưng trong đó nó chứa đựng nhiều cái điểm đặc sắc. Vì vậy cho nên các vị hôm nay cũng có bên nước ngoài, bên Mỹ, các vị về đây để mà tham gia trong pháp hội. Cứ mỗi một người về đây để tu tập thì cái pháp hội của chúng ta nó có phần khởi sắc thêm, và nó có những cái điểm mà làm cho tất cả mọi người hưởng được cái năng lực của mình. Nếu một người tu thì khác, 10 người tu thì khác, mà 50 người cũng như hôm nay 70-80 người tu thì nó khác. Khác đó là như thế nào? Đó là cái năng lực của chúng ta nó được tiếp dẫn, nó được sự mà lưu thông với nhau và tiếp dẫn lực. Thì hôm nay tiếp tục chúng tôi sẽ giảng tiếp hai cái nguyện, giảng tiếp 4 cái nguyện là 28, 29, 30 và 31. Nếu mà giảng 48 đại nguyện xong thì nó vào khoảng gần 35 đĩa VCD. Chúng tôi sẽ kết tập một cái điểm này để tặng cho những người mà có cái căn lành và cái duyên của pháp môn tịnh độ. Thì hôm nay tại pháp hội chúng ta mà chúng tôi mơ ước từ bấy lâu nay là pháp hội của mình đặc biệt và nói lên một tiếng nói là nếu ai bệnh nan y, ung thư, lắc đầu, khổ đau, niệm Phật đều hết cả. Bằng chứng như là cô Diệu Tính và niệm Phật là chuyển hóa được cái bệnh lắc đầu, và đồng thời là những cái nghiệp bất thiện, sát sanh vân vân mà cô đã được chuyển hóa. Và vừa rồi có một cô ở Sài Gòn, chắc cô cũng gần lên đây, là cô bị bệnh ung thư, chắc là chưa vào giai đoạn cuối, cho nên gặp cái đĩa của bà cụ và cả nhà mở ra xem. Khi xem xong thì cô này niệm Phật. Hồi nãy nghe cô Trang chỉ là lạc nói hình như nửa tháng thì cô này hết, đi lên bác sĩ khám tuần, có lên Đà Lạt thì giám ngàn mới cho cái điện thoại của cô Trang. Khi cho điện thoại của cô Trang thì cô cứ liên hệ với cô Trang, và cô về cô xem cái phim của bà cụ Diệu Tính. Một tuần sau cô đi tái khám lại thì bác sĩ thấy những cái vết ung thư này đã biến mất và cô sẽ chuẩn bị lên đây. Coi như cái phương pháp niệm Phật của mình bấy lâu nay chúng ta không tin tưởng là nó niệm Phật nó sẽ trị bệnh, nhưng hôm nay có những bằng chứng và nhân chứng sống đã đánh lên một tiếng trống, một hồi chuông cảnh tỉnh để chúng ta biết rằng pháp môn tịnh Phật nó có một cái căn công năng để tiêu những cái tốt nghiệp của quá khứ, đồng thời những cái nghiệp của mình, những cái căn bệnh của mình nó được chuyển hóa. Thì đặc biệt hơn nữa là vừa rồi đây chúng tôi được gặp một thân nhân nghe cái tin của mình, tức là nghe cái tin cái nguyện của giáo nhà cũng như đạo tràng của mình đó, là nếu mà ai mà bệnh mà bác sĩ chạy cũng như ung thư cũng như có những bệnh nan y thì giáo nhà sẽ đưa về đây để hội niệm. Thì từ khi làm phòng bán xăng mãi đến hôm nay không có ai mở hàng cả, và cứ mơ ước ròng rã 5-6 tháng nay đã trải qua, thì đến ngày hôm nay tại cái pháp hội của mình gặp được một gia đình không đi chùa nhiều nhưng mà tin Phật pháp,
chú hành động đó là tin Phật pháp. Vì vậy cho nên thành ra chú mới xuống đây xin phép cho người con là Dương Minh Quốc, pháp danh là Hạnh Thái, đã quy y rồi, để xuống tay niệm Phật để về với Phật. Thì giác ngàn cũng để xem lại con thiện con như thế nào. Thì mới chạy lên xem thì thấy quá là khủng khiếp. Cái xương mông lồi ra một khúc như vậy, chúng ta có quay phim một khúc như vậy, bị tai nạn xe, và cuộc sống coi như là bị ảnh hưởng, cho nên là một chỗ 3 năm. Và 3 năm như vậy nằm một chỗ mà thân người lại lỡ lét, rất là ho. Và các nhà vô thăm thì hỏi chú muốn xuống đây không? Chú kêu muốn xuống lắm, rất muốn xuống, thầy cho con xuống liền đi. Bởi vì Đức Quan Âm Bồ Tát nói hơn 3 năm về trước, Đức Quan Âm Bồ Tát gặp con gặp Đức Quan Âm, Quan Âm có nói con phải đi tu, nếu con không đi tu á là gặp đại nạn. Nhưng con không nghe lời Đức Quan Âm, con đi tu, mãi đến hôm nay con mới ra cái nông nổi như vậy. Cho nên hôm nay con còn hơi thở cuối cùng để con về tại chùa. Mà hôm nay chùa cũng là chùa Quan Âm, không hỏi Quan Âm, không hỏi điện thoại Quan Âm. 3 năm rồi muốn chết thì chết không được thầy ơi. Và nhiều lần mấy người mang sầu cho chú ăn, chú lấy dao chú tự tâm chú không chết, chảy máu chảy đời cũng chết, muốn chết quá mà chết không được, bởi vì khổ quá, nằm đó mà đi cũng không được. Mà nhiều lần chú đi xe lăn, chú muốn đẩy cho nó rớt, chú đẩy rớt xuống từ từ xuống dưới cũng chết. Và cái con linh chú đang còn ở đây, nếu mà chú nghe niệm Phật để chú chuẩn bị trong cái lúc mà chú niệm Phật trong những ngày qua. Và chúng tôi tin tưởng rằng đây là một trường hợp tương đối là đặc biệt. Và con nhỏ thì chú làm gì biết không? Chuyên môn đi bắn chim, bắn tàu. Và bắn chim như vậy, có những người bắn chim mà chim không chết, thì chúng tôi hồi nhỏ cũng đi bắn chim mà bắn không chết. Mà có những người bắn cái là chết, cái tâm nó sắc sanh mạnh quá, bắn cái là chết. Và bắn chim mang về thì bỏ lông để thui vào rô, roti hay là nướng không ạ? Rất giòn, rất cẳng không ạ? Cho nên thành ra hôm nay em mang cái điện báo là tương cảm của mình cũng bị gãy. Cái nhân quả rất là hay, đặc biệt. Và chúng tôi lên thăm với một vị thầy nữa lên thăm. Thì khi mà vô thăm á, thì chú kêu con đau quá, con niệm Phật không được. Bây giờ chú tin thầy niệm Phật nó sẽ hết bệnh không? Chú kêu tin. Và mang cái Phật Di Đà vô thì chú cười, chú kêu con Phật này đẹp quá. Không có Phật nào đẹp như Phật này. Không có Phật nào đẹp như Phật này. Mà quý vị chú đỡ ra vô cái phòng của chú, quý vị coi cái tượng Phật chúng tôi mới hình rất đẹp. Thế kêu không có Phật nào đẹp như Phật này. Và chú cười rồi chú niệm Phật. Và chúng tôi cho ban hội niệm ở trên Đà Lạt tiếp tục cô Trang với thầy Nguyễn Dương vô hội niệm. Và đặc biệt là một gia đình rất nghèo, và 3 năm trời để chữa bệnh cho con hết tiền, một ngày 40.000 để mà mua thuốc rửa đó, cũng có tiền. Chúng tôi đi thôi được, mang xuống đây chúng tôi lo hết tiền thuốc, tiền men, quan tài và này nọ để chúng tôi lo, thì gia đình chịu mang xuống để cho cái ra đi của chú được nhẹ nhàng. Và cái ra đi của chú được bình an mà niệm Phật ra đi. Thì nói đến đây chúng tôi cảm thấy rằng chú này có duyên với Đức Phật. Và bây giờ cũng không buồn. Tức là 3 năm về trước chú nghe Đức Phật Âm thì nó chuyển nghiệp, nó không ra đến cái nông nổi như vậy. Nhưng mà không nghe lời và nghiệp quá nặng, mãi đến hôm nay phải mang cái việc cái bệnh nằm liệt giường, chết không được mà sống không được. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là bệnh ương nặng, tức là cái nghiệp của mình muốn chết không được mà muốn sống không được. Đây là cái nỗi khổ lớn, nỗi khổ lớn. Và chú muốn chết nhiều lần mà chết không được, phải 3 năm nằm trên giường. May thay hôm nay gặp pháp hội và chịu niệm Phật để chuyển nghiệp, mới mang hôm qua xuống sáng hôm nay 7:15 ra được. Thì chúng tôi tu từ 4 giờ đến 6:30 tại đây. Và khi công phu vừa xong hồi hướng cho chú xong một cái đoạn đầu là chú thở lên. Và chúng tôi xuống niệm tiếp tục luôn, thì chú ra đi trong câu niệm Phật. Và niệm theo chúng tôi quay rất là kỹ. Thì nói đến đây thôi. Còn những cái đoạn mà chúng tôi hậu niệm như thế nào thì chúng tôi sẽ gửi băng, và chút nữa chúng tôi sẽ nói tiếp. Bây giờ chúng tôi sẽ nhập vào trong cái đề kinh. Hôm nay chúng tôi thấy rất là lạ kỳ.
là cái đoạn kinh 48 đại nguyện nó nói đúng giống như cái trạng thái của những cái người bệnh này, của những cái khổ đau, rất là trùng hợp, rất là trùng hợp. Và chúng tôi để đến ngày chủ nhật mang xuống ngày hôm nay để mang ra để mà giới thiệu quý vị. Nhưng mà tự nhiên hôm qua chú nói cho con xuống sớm đi, phải cho con xuống sớm, không phải buổi chiều nữa mà nên buổi sáng. Thì đang gọi điện xuống, chúng ta đang sắp xếp cái phòng ở sau, bởi vì chú bị nó rửa nó hết toàn thân và xương nó lồi ra, và nó hôm qua giữa mình một cái là không thôi sốc khóc lên trên này, và cái mùi nghe nó đau đầu. Và chúng tôi kiên trì tiếp tục niệm. Thì vừa buổi sáng đưa xuống thì chiều một trận mưa không thể diễn tả được. Hôm qua quý vị một số các vị ở đây mưa nổi mà phòng trong nhà nước nó chui vô hết trơn, nó tràn vô hết bên trong, không thể tưởng tượng một giấc mưa. Hôm qua chúng tôi kêu rồi có điện và trước hiện tượng quan âm của bạn cũng mưa, làm những công việc mà nó có một cái sự kết quả màu nhiệm, là nó có cái sự cảm ứng đến chư thiên văn tòng hộ hóa, cái nào mà nó may rủi. Đặc biệt như thế này chúng tôi rồi, cái này có tin mừng rồi, cái coi cố gắng đi, có tin mừng rồi. Và hôm chiều qua chúng tôi ngồi ngay đây, chúng tôi nghe mồ hôi đôi khi nó muốn thối tâm, mình kêu bữa mình lên thông mình thấy tội, mình không dở mình, mình dở mình nghe cái mùi này không biết mình chịu mang xuống, mình có cách chữa khác. Nó nói như vậy đó, nó hôi quá nên nó thối tâm. Chúng tôi kêu thôi bây giờ đã xuống đây rồi thì leo lên cầu phải tới luôn đi, ra nữa làm luôn. Cuối cùng cái là cho chú rửa 2 giờ kém là nó còn mấy cô quan niệm rồi. Và khi mấy cô quan niệm là nó cầm bền cầm đồ nó quăng ra ngoài hết trơn. Và lúc chúng tôi vô niệm cũng cũng có biết rồi, đừng có niệm Phật nữa, không đừng có niệm nữa, biết rồi đừng có niệm nữa, kêu chắp tay cũng chắp tay, mà niệm một cặp cái đầu niệm ha. Cái lúc mà chúng trước khi mà chúng xuống đây thì các vị ban hội niệm có nói rằng là không ở ngoài cửa nhiều lắm, người ta đứng vào đó, tôi không đi, các người đâu đi theo Phật Di Đà này nè. Quan trọng cái tượng treo trước mặt đó, tôi theo Phật Di Đà này nè, tôi không có theo các người đâu. Làm lần hết lần cuối cùng hả, thầy còn vô cái bàn ngồi niệm phải gì, phải cứu thí và phóng sanh chim cho chú đi an toàn, đi từ trên đó xuống đây an toàn. Vừa ban cho phòng với nhà kia nhớ cái nhà mà nó cười cái kia nhớ chứ còn tỉnh táo. Thì cái đoạn kinh này chúng ta phân tích, chúng ta sẽ thấy một cái thân bệnh. Cái thân bệnh khi hấp hối rồi, quý vị biết nó đau đớn như thế nào. Hồi hôm qua, hôm kia chúng tôi lên, chúng tôi mới cảm nhận cái đau của một người. Nó khi đau lắm thầy ơi, nó đau nó đứng người, nó sảng luôn. Cho nên thành ra lúc này mà không cần qua ngôi niệm là mình thua. Mà không những cái người mà bệnh như vậy nè, mà cái lúc hấp hối người ta mới đau nha. Ngay bản thân của mình không đau bệnh gì hết, lúc gần chết, thân thể nó rã rời từng khớp xương. Tứ đại tức là lửa bắt đầu nó nóng giống như một quả diệu sơn. Cái đầu tối chúng tôi thấy nó trăn trở, chúng tôi biết cái nóng nó như thế nào. Cái lạnh nó cứ thầy ơi, nó lạnh quá thầy ơi, đưa bác sĩ vô. Cái lạnh như băng giá, tưởng bị tứ đại là các nước gió lửa nó rời. Gió những con luồng gió hóc cho người của mình, còn hơn cảm ứng nữa. Tứ đại phong ly ở trong này nói. Là Tây phương cực lạc không có cảnh cái trạng thái, cái tiếng khổ đau như vậy. Mở ta bà thì phải chịu những cái khổ này. Vì vậy cho nên thành ra cái thân thể mà nó đau đớn thì lúc đó người ta phải phục dịch cho mình tổ phước, mà trái lại mình cũng không làm phước được nữa thì cái nghiệp này rất là nặng. Cái mặt của chúng tôi nhìn mỗi lần đầu lên, khi mà chúng bực lên và chúng ngáp được một cái biến tướng của ngạo gì, nó đau quá mà, nó khó chịu quá mà, nó vật vã trong người quá mà, 3 năm trời muốn tự tử, muốn đâm cho chết mà không chết. Thì như vậy chúng tôi mới liều một keo mang về mở hàng thử xem. Thì người đầu tiên coi như là thấy là kết quả. Kết quả là sao? Kết quả là khi chú cảm nhận cái từ Phật Di Đà, chú nói Phật đẹp quá. Không có Phật nào đẹp như Phật này. Con cười và cái hàm răng nó xuống rồi đó. Nó cười lên rồi nó dễ thương vô cùng. Vì vậy cho nên sáng hôm nay chúng tôi lập ra cái đoạn kinh này chúng tôi giật mình. Vì sao Phật nói? Vì sao Phật nói rằng lúc tôi là Phật, trong nước không có danh từ bất thiện, tất cả chúng sanh trong nước tôi đều một tâm trụ nơi định tụ, vĩnh viễn thoát khỏi nhiệt não. Cái chỗ này đây nè, nhiệt là gì? Là nóng. Não là buồn phiền, nóng nảy buồn phiền đau đớn bức rứt khó chịu trong con người, mà ai cũng phải trải qua cái đoạn này, ai cũng phải trải qua cái đoạn này. Giác ngàn nói chúng tin không?
Chú tin có Đức Phật Di Đà không? Tin có. Và chú tin có Phật xuống nước chú không? Tin có Đức Phật xuống nước. Chú tin niệm Phật hết đâu? Tin niệm Phật hết đâu. Tức là lúc này nói sao nghe. Nhưng mà trùm bền lại kêu thôi không niệm nữa. Biết rồi mới niệm nữa. Biết rồi trùm bền lại hấp ra không chịu niệm. Mà chúng tôi cứ tiếp tục kiên trì niệm. Thì cuối cùng thì cái nhiệt não nó lắng xuống. Cái tâm bất thiện, cái tiếng bất thiện và bất tịnh thân mình là thân ngũ trường. Vì vậy cho nên thành ra cái thân thể chúng ta khi nó đau bệnh rồi, ấy tổ ta bà là tổ ngũ trường mà. Kiến trường, chúng sanh trường, phiền não trường và mạng trường. Và trước giờ mình nghe trường trường chứ mình đâu có biết là bữa nay nó thú một bữa mình nghe giang trời giang đất luôn nghe. Trời ơi, hôm qua mà quý vị xuống thì vẫn thụ cái mùi này mãi biết luôn. Nhưng mà đặc biệt sáng hôm nay chúng tôi xuống là không nghe mùi à. Cái điều này rất là đặc biệt. Mấy cô công nhận không ạ? Mấy cô chỗ này công nhận không ạ? Sáng hôm nay chúng tôi xuống khi mà họ đi, khi mà chúng tôi hồi hướng xong cái chú thì bước lên cái này là chú hớp lắm là chú làm đi. Thầy kêu chưa đi đâu. Nói trong tâm này là thầy kêu chú phải đợi thầy xuống chú mới đi. Khi xuống tới nơi thì tiếp tục niệm Phật thì chú cứ hấp lên này. Chú niệm theo. Cái nhiều lúc chú niệm chú hấp mau, cái nhiều chú lúc chú hấp chậm. Và chúng tôi đổ nước cho chú xong. Và như vậy thấy mùi ho trong người không có nghe ho. Dĩ nhiên chúng tôi làm công tác là rút những cái hơi trong đó ra. Nhưng mà nó đã hôi rồi không có rút gì được hết trơn. Mà chiều hôm qua cách rút cũng nổi. Trời ơi, mà nó đúng là trường, là dơ, là đúng mạng trường. Nó hôi mà nó hôi mà đau đầu. Cái con tử như thầy chắc con chạy vô một nhóm tu. Mà thầy cái kêu chú là chú vô chú rửa cho nhiều lần ngày tốn. Cái 2 tiếng chú rửa rằng chẳng đỡ hôi, cái ai cũng chạy hết rồi. Cái giường gần bên đó, cái phòng gần bên mọi chạy ra luôn, không dám ngủ đó. Công nhận con người mà kiếp khổ quá. Bây giờ nó còn đẹp tha kho, son tha phóng rồi. Rồi làm cho người mình nó trắng trẻo, rồi lớp da nó phủ bên ngoài mình thấy đẹp đúng không ạ? Mà cái khi vô trong cái nó mất tỉnh. Bây giờ nó hò, đúng không ạ? Bữa nay mình mới nghe được cái mùi hò đó. Phải nói là từ hồi nhỏ giờ mới cảm nhận được cái mùi đó. Mà cũng như hồi nhỏ giờ mới thấy được mình chết, còn hồi nhỏ giờ mình mới hò đi được một người. Thì cái nhánh nhàn vào như vậy là chú thở lên và tiếp tục niệm liên tục. Và nhánh nhàn hồi hướng đúng 3 lần. Lần thứ hai cái cô Phật tử của kêu thầy là hồi hướng lần nữa đi thầy. Tiếp tục hồi hướng một lần nữa, cái bắt đầu là thầy thấy hơi mệt mệt, thầy ra ngoài để thay ca, mấy cô kêu thầy ơi làm đi rồi. Thầy chạy vô là chú mất 2 cái nữa là kêu đi. Đi trong tiếng niệm Phật. Và trước khi đi như vậy là chú vẫn niệm Phật đều. Vẫn niệm Phật đều. Và giằng co với cái on da và rất là khó chịu. Nhưng mà vẫn niệm Phật. Cái hay là chịu niệm Phật và chịu về chùa. Cái hay là chịu niệm Phật và chịu về chùa. Và hôm nay ai may thay ngồi đây hộ niệm cho người này. Nếu ví dụ người ta về đây vô thực lại bản sanh hôm nay mà có khỏi tướng, chúc mừng 4 giờ chiều hôm nay chúng ta kiểm tra là 8 tiếng đồng hồ. Nếu mà có thoại tướng thì cái người mà hộ niệm cho chú này cái công đức rất lớn. Hôm nay những ngày của chúng mình hết. Nếu chú không vãng sanh được hôm nay thì chú này cũng về một cảnh giới an lành. Chúng tôi nhớ có một cái chú hôm trước chúng tôi kể mà trong này có nhiều người chưa nghe, muốn đi xuất gia một cái tay đứt nửa bàn tay. Ông sư huynh và ông sư giác sĩ quen chúng tôi kêu con thiếu căn không đi tu được. Có 2 đứa con tên là Thành Dân. Và biết sao, ở kia nếu con đi tu được, con phải kết liễu cái thân này để con lấy cái thân mới mình đi tu. Cuối cùng mang cho cha xuống sâu vô là ngay chánh điện. Ngay chánh điện thì sát vào khánh ở bên thường. Và hôm đó là có con, có chúng con. Và cầm một chai thuốc sâu uống hết một chai thuốc sâu tắt bền nằm êm luôn. Không xèo bụng mát, không giãy giụa, không giật tay, không co chân. Và coi như ra đi như một người nằm ngủ. Và gương mặt rất là hồng hào. Nghĩa là người ta muốn chết bỏ cái thân này cống hiến cho Phật Pháp. Ta bảo chứng mình bỏ cái thân này để lấy lại thân mới để đi tu. Nhờ cái nguyện này cho nên thành ra thuốc sâu không có bạc vải, không có xèo một mét. Và công an đến làm khó dễ cho ông sư huynh thì gia đình tỉnh kia không có. Cái này là tự nguyện ông ra đi. Và ông ra đi rất là nhẹ nhàng và mang đi tu. Thì người này sẽ thắt sát lại lòng người để đi tu. Chúng tôi nói nếu mà chúng tôi thì chúng tôi cho một lòng sa di. Tức là thiếu căn không làm được thân thì theo còn làm được sa di. Nhưng mà tôi kết liễu một cái thân cho mọi người biết rằng khi tôi nguyện với Phật thì chết một cách bình yên tuy lành là tự tử. Quý vị thấy cái quyền lực mà đó ạ. Vì vậy cho nên thành ra chú Hạnh, chú Dương Minh Quốc này á, Pháp Danh Hạnh Thái này đó, là tha thiết muốn về từng giờ từng ngày. Ba má chú á nói
nói là chú đợi từng giờ từng ngày, mong bây giờ xuống luôn, muốn về chùa. Mà trước khi đi thì thấy Phật Di Đà, nói ông Phật này đẹp, con chỉ theo Phật Di Đà. Cái điều này chúng tôi thấy rất là lạ luôn, rất là lạ luôn. Và đặc biệt nó lẽ khi con người bắt đầu thở rồi nó sẽ cuốn, nó sợ hôi hơn hơn là cái lúc mà còn sống. Mà sau bây giờ chúng tôi vô chúng tôi cả xung quanh điện Phật, nghe mùi thơm thì không nghe, nhưng mà không nghe mùi hôi. Cái điều này rất là đặc kỳ. Vì vậy cho nên thành ra cái câu điện Phật nó có công đức bất khả tư nghị, mà hồi tối hôm nay chúng tôi vẫn chưa tin. Chưa tin gì? Chưa tin tức là chưa tin cái câu niệm Phật nó có thể chuyển mùi hôi. Mà kêu mấy cô đi làm giỏ bữa đi mua điện càng mua về tốt nó khỏi hôi được cái niệm Phật. Vẫn chưa tin câu niệm Phật. Sáng hôm nay mới sực nhớ ra rằng mình cứ hít thở bằng miệng đi. Ai đi làm Phật? Ai đi làm Phật? Ai đi làm Phật? Là hơi vô tới cổ thanh hơn lên óc. Chỉ cho mấy cô, mà hít lần mũi nó lên óc rồi nó đau đầu. Hỏi nè. Cho nên thành ra hôm nay có cái chiêu là hộ niệm cho người hướng bắc. Hỏi nè, sao? Ai đi đạo Phật? Ai đi đạo Phật? Ai đi đạo Phật? Mình hít thở như vậy nó vô tới cổ nó ra, nó không có vô được ốc. Hỏi nè, mà vừa nói vậy xong nó xuống không nghe mùi hôi. Bị cầu tháo nè. Cho nên thành ra ở đây vô cực lạc nó không có cái con người bất tịnh như vậy. Nó không có cái danh từ khổ như vậy. Nó không có con người ngũ trược dơ dáng như vậy. Cho nên cổ chúng ta là cái cổ ngũ trược. Nghe nhà nói chú bây giờ chú phải nhất tâm niệm Phật. Có Đức Phật A Di Đà không? Có. Có cái tin là chúng tôi đâu có gì con. Tin Đức Phật xuống không? Tin. Tin niệm Phật hết bệnh không? Tin niệm Phật là hết đau không? Tin. Bắt đầu niệm. Thì coi như hôm nay một người mà chúng tôi mới ước bao nhiêu tháng nay, chúng tôi kêu là cái ca này nó không thành. Nó bể dĩ lúc đầu nó bể luôn á nha. Nghĩa là cuối quá người ta chạy hết. Nghĩa là coi như coi chúng về lập yên không ai niệm Phật được. Nhưng mà sáng hôm nay chỉ biết 2 giờ kém người ta quan niệm. Cho đến khi mà hơn 2 giờ là thúi chạy ra ngoài chịu nổi. Ba chú vô rửa vết thương xong thì ba chú còn niệm. Vô rửa vết thương xong rồi các nhập vô niệm tiếp một lần nữa rồi hết hồi. Bây giờ mấy con ngồi niệm thoải mái với nó, mấy con tháo này. Chiều nay 4 giờ gì ở lại con, bắt đầu tay chân nó có chuyển biến. Mà đặc biệt chú này rất có duyên là còn đúng của bộ mình văn minh. Còn bọn mình con Minh y chang luôn. Con Minh Mỹ gửi về Đài Loan. Nó mua bên Đài Loan gửi về. Đặc biệt rất là đẹp. Đó nè. Cho nên thành ra Khi mình thấy những cái con người bị bệnh như vậy, mình biết cái nỗi khổ đau như thế nào mình biết không? Nó vật vã, nó bức rứt, nó khó chịu. Là chúng tôi biết cái cảnh là nó rất thương đau. Tối chúng tôi nằm ngủ mà nằm thấy cái hiện tượng của nó biến dạng trong đầu này. Mình phải niệm Phật nó mới qua được trong thời ngủ. Cho nên con người và ta bà này cái cảnh khổ. Chúng sanh lúc coi là vĩnh viễn thoát khỏi diệt não, tức là cái cổ Tây Phương á, là nó không có còn nóng bức, nó không có còn khó chịu, không còn phiền não, không còn sân hận, không còn buồn phiền. Quý vị thấy nè, mà muốn như vậy thì ngay cái lúc này phải niệm Phật làm sao cho nó qua khỏi cái nóng nảy, nó qua khỏi buồn phiền. Nó kêu trời ơi, cái con niệm Phật biết rồi thì niệm tiêu hoài vậy thôi, đừng có niệm nữa. Ông già nó tới à, ông già nó tới nó biết rồi, nó chùm mền. Mình kéo ra trong cái đường dễ sợ chưa, cái đổi cái bắt đầu cái là nó nhẹ xuống, cái dìu xuống, nó bắt đầu nó chịu niệm thêm. Mà khi niệm rồi cái mặt nó tươi thì cái cười đi, nó nghe cái hàng răng xuống nó cười, mình thấy cũng dễ thương thiệt các bạn. Thấy rất là dễ thương. Vì vậy cho nên thành ra khi chúng ta vào để mà hộ niệm người ta rồi, chúng ta mới thấy cái khổ của con người khi đau đớn. Nghĩ người ta, nhìn người ta và nghĩ đến mình, nghĩ đến mình như thế nào, chắc chắn mình phải gặp cái ca này, chắc chắn mình phải gặp cái giai đoạn nó bất rứt, nó khó chịu, nó nhiệt não này. Mà bây giờ mình làm sao mình hái điện mật để cho nó vượt qua. Thưa quý vị, không các bạn hồi niệm coi như là bỏ tay. Bữa nay chúng tôi đã thấy cái người hồi niệm rất quan trọng. Thưa quý vị, rằng mở máy nghe và nghe không niệm được. Thứ hai, một mình chú dứt cái việc nằm đâu quá không niệm được. Vậy mà vô năng nghĩ mới bắt đầu với nhà xuống nói chú chịu niệm không? Chú kêu khỏe, tức là chú kêu phải cầm cái tay đưa cái người cho chú muốn ngồi dậy xuống, bởi vì tinh thần nó sảng khoái muốn ngồi dậy thì kéo chú lên, rồi chú kêu thôi kéo nữa đi. Lại kêu chẳng lẽ xuống thì kéo tay biết cho chú hả? Không có cái vụ đó đâu, kéo tay đi về ăn thì thôi vậy thôi khỏi kéo niệm Phật. Hỏi cho muốn về không, muốn niệm Phật muốn ở đây, anh kêu thôi muốn ở đây. Khi anh hỏi thùng lên muốn về hay về thì thôi về luôn cũng được. Cái nghĩa là nó đau quá rồi á, đổi
Cho nên thành ra khi mình hiểu được rằng là khi mà cái tâm lý, khi cái thân thể này nó bệnh thì làm sao? Cái thân thể này khi nó bệnh bắt đầu nó ảnh hưởng đến tâm linh. Chúng tôi dặn một cái cục tiền, nó nhói trong chân, cái nó cũng đụng xương, nó dập, nó chấn thương phần mềm của nó, nó đau. Đụng được cái này nảy người, mình nghĩ nó lỡ hết toàn bộ người, xương xương mông nó xỏ ra một khúc như vậy, mình nghĩ nó đau cỡ nào ta? Mình nghĩ cái cảm thấy nó đau cỡ nào, mà bây giờ chỉ có niệm Phật nó mới quên đâu. Niệm một cặp hỏi quên hết, đỡ đâu không? Cũng đỡ. Rất là lạ kỳ chỗ này, rất là lạ kỳ. Hả mẹ? Hôm qua chúng tôi định truyền một cái chai dịch vô để cho chú kéo được dài thời gian, mấy cô kêu thôi cổ. Làm luôn, niệm luôn. Nếu mà truyền dịch thì cũng không kịp, sáng nay xuống truyền cũng kịp. Nghĩa là chú tha thiết và cái điểm đặc biệt chỗ này. 3 năm trời nằm trên nhà, tự dưỡng tử không chết. Xe lăn đẩy xuống dưới cũng không chết. Và dậy về đây ngày trước ngày sau ra đi. Còn nếu mà cái nghiệp nặng mà lực tố yếu, chiều hôm nay chúng con phát tâm để bố cũng thấy cái lớn này. Ông gia cái chủ nó lại nó đòi thì sao? Nó làm ở đây nửa tháng, ngày nào cũng ngon như vậy thì đó. Trời ơi, thầy cũng đang là có hỏi tối ngồi lại đây chiều. Không biết cái đạo tràng mình sao ngày nào cũng ngon như vậy hết trơn, ngồi ăn cho hết luôn. Hồi tối nghĩ vậy đó, cái này nói thiệt. Hôm nay cái cảm thấy sao nó vậy, nó hôi một cái là khắp nhà. Mà mình ngồi mình kêu nếu mà nửa tháng hoặc ngày nào nó cũng hôi như vậy, dở mình mà nó hôi như vậy, chắc là thôi đậu tràng nó bỏ nó về hết. Ngày mai Sài Gòn mấy cô cao thủ về rồi, ở đó rồi Phật tử bỏ về hết, mình thầy ngồi ăn cho hết luôn. Còn lúc đó là phải ăn thôi chứ làm sao, phải niệm thôi, vô thế rồi không. Nhưng mà Phật tử đâu đến nỗi nở lòng mình bỏ thầy ra đi chứ nữa. Họ kêu thầy chứ. Đó là sáng hôm nay thầy tưởng chừng như là thất bại, thầy mới rồ máy lên, thầy kêu bây giờ mấy cô mà nghe thú như vậy là mấy cô sợ chết. Mấy cô nghe thú như vậy là mấy cô còn tôn trọng sắc thân mình quá, không dám đi sinh. Thầy nói một cặp mấy cô ào xuống luôn, đi luôn, ngọt xớt, thơm, hơi thơm, ngọt thơm, chứ phải ngọt xớt, kinh khủng. Đó nè, cho tôi coi như là cái ca này là nó không đến nỗi nó bập bả mình. Coi như cái ca này nó không phải là đại khái là nếu mà người ta làm như vậy thì người ta khổ mà. Trời ơi, cái khổ lớn nhất của con người là chết không được mà sống không được. Nó vọt vã mà nó quằn quại mà mền rồi nó đứng nó quăng ra hết trơn. Mà quý vị xuống mà quý vị nhìn vô cái thân đó, thầy đi ngang qua thầy không dám nhìn nữa. Trời ơi, vậy mà ba của chú quen nè, vô làm thân thể cho chú. Thầy vô thầy kêu bây giờ chú biết chú đang bị cái gì không? Chú đang phúi hết cả người rồi, chú phải chịu niệm Phật. Và thầy mọi người vô nghe cái mùi phúi chú mà vẫn chịu nổi. Mà cái đâu chú chịu không nổi hả? Anh cái ôi vậy hả, vậy thôi con điện, anh điện. Cho nên quan trọng với người khai thị, nói để nó hiểu. Đó nè, cho nên nếu mà thực sự nó không ra đi, để cái mùi này nửa tháng chắc chịu không. Thực sự chịu không, đau xong lên trên ốc mà. Nào niệm mà niệm miệng, niệm chứ nó cũng rút vô trong, nó chạy vào đàn đó lắm. Có một cô chị ăn 4 ngày mà cô chỉ đi nhập liệm thôi nghe, không phải cái mùi đó. Về vào cái con người của nó khác thì cái mùi này rất là độc. Đó nè, cho nên con người nó rất là độc. Đó nè, thân nó cũng độc, nó cũng thúi, mà tâm đôi khi nó cũng độc nữa. Đó nè, ung thư cái thân này có thể nó thúi bao nhiêu đây thôi, mình ra là hết. Mà ung thư cái tâm, tức là nói người ta trong một cái điều phiền não, não nhiệt, thì người ta bị ung thư tâm, tức là cái tinh thần người ta bại hoại, khổ đau năm này đến tháng nọ. Quý vị thấy đây nè, cho nên cái thân nó thúi như vậy mình còn sợ lắm nè. Chưa bằng cái tâm mà khi mà nó ác độc lên rồi, có thể là mình khổ đau, mình tự dọc gì rồi đó mình chết luôn. Cái tâm con người rất nguy hiểm, nếu mà không biết tu, không có con gì mình sợ là con người khác đâu. Đúng không ạ? Rất nguy hiểm, nếu chúng ta không biết tu là người ta sẽ bỏ một cái mũi tên độc vô trong đầu chúng ta phải mang cái mũi tên độc đó, rồi tự chúng ta chết, nó giết chúng ta, gọi là bị nhiệt não. Tây Phương Cực Lạc không có nhiệt não, vì sao? Vì Tây Phương Cực Lạc trang trí bằng công đức của Phật A Di Đà. Tây Phương Cực Lạc trang trí bằng những cái hạnh nguyện, những cái công đức của Phật, cho nên nó không có nhiệt não, nó không có khổ đâu. Đó nè, nếu họ khởi tưởng niệm tham chấp cái thân thì chẳng lấy một tính giác hèn chỗ này. Hay chỗ này nghĩa là những người ở Tây Phương người ta không tham chấp, không tham chấp cái thân. Cái thân người ta được 32 thứ tốt, 80 vẻ đẹp, cái thân của người ta được thân sắc vàng ròng mà người ta không chấp. Vậy mà bên này cái thân thúi mà chấp lạ hả? Vậy mà mình ở Tây Phương đó, tại Cực Lạc á, là được cái thân đẹp đẽ, thân trang nghiêm, thân thanh tịnh mà người ta không chấp. Bởi vì sao? Bởi vì nó hình thành nên một cái công đức vô ngã, tức là không thấy mình nữa thì nó được cái công đức vô ngã.
nhớ chỗ này nha. Sở dĩ con người mình nó cấu tạo cái thân này nó là ngã si, ngã, ngã mạnh và ngã kiến. Nhớ bốn cái ngã này. Ngã si tức là mình không biết những thiện những ác, không biết đâu là công đức của Phật vi diệu, cho nên mình không có thể vãng sanh được. Mình mê mê mờ mờ. Thực ra cái trình độ mình vẫn còn si mê rất nhiều. Si mê tức là cái đầu óc mình nó không minh mẫn, nó không sáng suốt. Khi nào mới là nó si mê? Đến khi thành Phật mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, đúng không ạ? Còn mình là chưa được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là mình còn mê, đúng không ạ? Thì gọi là ngã si. Vì cái ngã si này nó kết thành cái thân. À, từ cái ngã si này rồi mình không biết là đúng như cái chú này nè. Hồi nhỏ đâu biết gì đâu, đâu biết cha mẹ hướng dẫn, nó biết đạo cho nên biết để bắn gì. Mà nó bắn chim đến cái mức độ mà thiện xảo rồi, nó dương ná lên, nó bắn một cái là rất liền. Cái tâm nó ác, sát sanh, nó có một cái năng lực rồi. Cho nên thành ra khi bắn con chim chết làm sao? Nhỏ lông, thui, lúc cái đùi nó ăn chứ. Cái đùi nó mòn nào, bảo nè. Lúc cái đùi nó ăn chứ, bây giờ nó té lòi cái đùi ra chứ. Bảo là cái nhân quả à. Cho nên thành ra chúng ta ngồi chúng ta kiểm nghiệm lại. Ngã si, ngã ái tức là mình lo cái thân này lắm. Đến khi đau như vậy mà muốn hết đau chứ không muốn về địa phương. Chúng ta lên, bây giờ thầy ơi, hỏi cái này thì chú muốn cái gì? Con chỉ muốn hết đau thôi. Muốn về địa phương không? Lạnh như tiền, cái mặt lạnh như tiền. Đâu biết địa phương là gì, đâu có vốn đâu. Hàng ngày đâu có tôn đâu mà biết địa phương là gì. Hàng ngày đâu có tôn đâu mà cảm với Đức Phật Di Đà. Hàng ngày đâu có đôn tôn đâu mà tin tưởng có Tây Phương. Họ bây giờ chú muốn cái gì chú nói thằng em đi. Con muốn hết đau. Nó đau răm răm trong người, nó khó chịu như trùng, nó ăn rút nó rỉa ở trong. Cho nên thành ra khi mà chết rồi vẫn muốn giữ cái thân này, vẫn chắc cái thân này là ngã ái. Tự ngã ái và tha ngã ái. Tha ngã ái tức là cái ngã của mình chấp vào cái pháp bên ngoài, chồng con tiền bạc tất cả mọi thứ nó chấp vào. Bây giờ mình phải có xài mà buông, buông xuống để mình ra đi, mình tự tại vậy đó. Còn cái ngã mà cái ngã ái mà từ bản thân mình đây nè, khi mà còn chết rồi nó vẫn còn chắc. Quý vị biết nha, cái thân mình đâu có ảnh hưởng đến tâm linh. À, cái đúng ra thân với tâm là hai. Bây giờ đâu thấy đâu nữa đâu, bây giờ nó thấy đâu nữa mà, nó thấy đâu, bởi vì cái linh thức đó, nó gì, nó không còn cảm giác, cái thức thứ sáu nó đã không còn cảm giác. Và chỉ còn cái mạng na thức, ai là gia thức, 8 tiếng đồng hồ đi ra. Vì vậy cho nên chúng tôi cho điện đến 8 tiếng đồng hồ xong. Chiều hôm nay, 6 giờ bắt đầu là sẽ lau rửa và bỏ vô bàn đạp. Và ngày mai, tối hôm nay, chúng ta sẽ thiết đặt một cái bàn thờ ở trước này và để cái hộp tại đây. Tối nay ai lại đây được hoặc là được. Hiểu không? Có cái gì đó. Ở đây, và sáng ngày mai, là ngày đi tiêu luôn. Đặc biệt, chúng tôi có một cái tâm nguyện là muốn đưa ngày này về Đức Phật. Thì những người nghèo mới dễ mang về chùa, còn giàu khó. Giàu người ta làm gì? Người ta mời bác sĩ đến để lo lắng, để duy trì mạng sống. Và gì nữa? Và đặc biệt nữa là khi chết không muốn điếu. Và gì nữa? Và không biết đạo thêm nữa là gì? Sát sanh. Để mà thỏa mãn những cái tình nghĩa làm sống. Lúc trước gia đình nó sát sanh, mình tới mình đá, mình ăn, để mình sát sanh lại. Để mình đãi trả miệng làm, trả miệng nợ, trả miệng làm, trả miệng danh làm. Thế giờ là hôm nay gia đình hát bồ đề tâm, con đưa xuống đây giao hết cho thầy. Liền tẩm xong. Lúc trước chúng tôi thì nghĩ rằng các kinh phí nhà chùa thì đang đánh kinh, không có tiền để mang đi thiêu. Thiêu nó cũng phải mười mấy triệu. Tìm hồn này nọ cũng phải 15 triệu. Chắc là mang lên là lạc trôn cái đó sẵn rồi. Thì hôm nay có một người phát tâm cái quan tài, và chỉ còn lại cái tiền chiên chở và tiền thiêu. Chúng tôi kêu gia đình chú cứ việc bỏ bao nhiêu bỏ, còn bao nhiêu này. Hôm nay có đạo tràng chủ nhật, ngay cái ngày chủ nhật mà chú ra đi, chắc là cái ý là chú cũng muốn cho mọi người trong đạo tràng này biết là tôi sẽ ra đi niệm Phật, trong tiếng niệm Phật ra đi. Cái đau khổ của tôi như vậy, tôi muốn về chùa để tôi ra đi cho mọi người trong pháp hội chúng ta biết. Nên là phải nói là cái phước báu của quý vị lớn lắm, cái công đức của quý vị nó còn thừa. Quý vị thấy không, với 26 tuổi mà như vậy, có nhiều người chết trẻ hơn nữa, chết tai nạn hơn nữa, mà hàng ngày thì chúng ta làm được bao nhiêu công đức này, đâu được làm bao nhiêu công đức đâu mà xài thì xài quá nhiều. Có thể mua một bộ đồ gì 2 triệu đồng mặc đi đám cưới, mà bộ đồ đó sao thiết bản áo giang nè, không nè, nhưng mà vẫn mất tiền mà vẫn mua.
Nhưng hôm nay cái áo quan bao nhiêu? Không bao nhiêu tiền. Thấy chưa nào? Cho nên thành ra chúng ta phải coi thử coi như thế nào. Mình coi thử coi cái tâm của mình nó khác được bao nhiêu để mà vì chúng sanh. Mà đã vì chúng sanh thì tự nhiên mình đã đầy đủ hết. Phật A Di Đà 48 lần miệng là nguyện vì chúng sanh. Mà nguyện vì chúng sanh thì nước của Ngài được thành tựu viên mãn. Nguyện của Ngài vì chúng sanh thì thân của Ngài được vàng ròng 32 tướng tốt. Còn ai mà nguyện vì mình thì cuối cùng mình cũng chết quen rồi. Không có được cái gì hết trơn. Bởi vì càng lo cho mình thì càng hao phước. Đúng không ạ? Càng lo cho mình thì càng giảm công đức, giảm phước. Thì giảm công đức, giảm phước rồi thì con cái bệnh hoạn nó chết yểu. Chồng của mình có vợ lé luôn chưa biết. Đủ thứ trong nhà nó lộn xộn luôn. Thấy chưa nè? Đó. Cho nên thành ra khi mình biết tu rồi công đức nó lên. Và khi mà ông có vợ lé là hả? Tôi vẫn tỉnh bơ luôn. Bữa nay người yêu tôi là A Di Đà. Con dám nói vậy đó. Con nói vậy để con kháng khiếp đó mà. Chứ không phải con hạ cái tầng cấp của Phật A Di Đà đến người yêu. Mà con nói con phải bỏ nó Phật A Di Đà để con tin của con. Để cho mình với A Di Đà là một, không có một cái gì xen con. Quý vị thấy hồi nãy hồi niệm cho chú đó không? Nếu mà thêm cái gì nữa là thua. Chúng ta không còn thời gian để tụng cái gì nữa. Không có còn thời gian tụng dược sư đại bi. Một câu A Di Đà nó niệm không nổi mà. Đó nè. Đó, bây giờ tiếp tục mấy cô còn niệm gì đó. Mà tối hôm nay mình để đây mình mở điện mà mờ đi vui lắm ha. Điện mà mờ mình niệm Phật để cái hôm nay mình niệm cho vui lắm ha. Chúng ta mơ ước cái ngày đó mà hôm nay có. Đó nè. Đó. Cho nên thành ra thực sự mà nói khi mà mình tiễn đưa một người, mình lo lắng cho một người. Mà đặc biệt chúng nói nghe, con muốn về chùa. Và con muốn về chùa bởi vì mấy năm về trước con không nghe lời Quan Âm, con mới ra nóng nổi như vậy. Mà về hôm nay về ngay cạnh Pháp Quan Âm, chúng ta thấy rất có những cái điều trùng hợp rất là lạ. Mà mấy cô không kêu chùa nào tự nhiên kêu chùa này, kỳ thiệt cái thằng. Hỏi nè, là do gì? Do cái nguyện chúng tôi. Nếu mà không có bữa nay chúng ta cũng làm được như vậy. Lỡ mà chú này mà hồi năm ngoái thì chúng tôi cũng lên tụng thị sáu. Biết thì có tụng thị sáng. Nhưng cái chú hỏi như này tụng thị sáng, tự nhiên sống lại được một tháng rồi cũng chết thôi. Không nè. Mà chúng tôi thấy hay. Chúng tôi thấy hay. Nếu mà để trên nhà thì nó vẫn tiếp tục, nó kéo tiếp. Cái nghiệp á phải trả đó. Ông già tới không ta chết đó, nó phải kéo thời gian nữa à. Đúng không ạ? Nhưng mà sao lạ ban xuống đen ngày hôm qua bữa nay ra đi. Giải nghiệp đúng không ạ? Giải nghiệp. Thực sự gọi là giải nghiệp. Thì thực ra mà nói là cái nó ăn vô bên trong rồi nhưng mà nó phải lên ốc mới chết. Mà ốc rất là tỉnh. Đúng không ạ? Nó ăn cái ốc nó tim, nó hôn mê. Nhưng mà cái ốc rất còn tỉnh. Cho nên nếu mà để ở nhà thì cái vài tháng nên là gia đình khổ lắm á. Mình ở đây khoảng một tuần nữa mình chạy mất đất cái cơ. Nó còn kiểu mình chịu không nổi chứ đừng nói vậy mà. Ba của chú phải trách nhiệm lo. Cho nên cái công ơn của cha mẹ sanh mình ra rồi lo lắng cho mình nó bất khả tư nghị. Mà làm sao để trả được? Chỉ có bản sanh quý vị. Chỉ có bản sanh rồi mình phải đầy đủ được thần lực, mình đầy đủ được cái năng lực thần thông diệu dụng rồi mình có thể trả hiếu cho cha mẹ được. Cho nên chú này mà bản sanh được thì khác biệt. Nhưng mà giả nhà nghiệm mà thấy cái lúc mà bắt đầu chú ngắt người ta thở lên là lúc đó chú niệm Phật. Trước khi đó chú niệm Phật rất mạnh, chú niệm Phật rất mạnh mà chú niệm lớn luôn đó nè. Và khi bắt đầu chú niệm trong hơi thở luôn, theo chúng tôi niệm theo. Và cái cách niệm chúng ta như thế nào? Chúng ta phải A Di Đà Phật. Và chúng con A Di Đà Phật luôn. A Di Đà Phật. Nó ngắt lên, nó nghe cái lời niệm Phật mình cứ ngắt lên theo. Chúng ta đổ nước vô cái miệng ra, nó còn cảm giác. Chúng ta lấy cái nước cái ngọt nó đổ vô phòng. Cho nên đây là những cái kinh nghiệm rất là quý báu. Và chúng ta sẽ quay cái điểm này rồi và sẽ làm để gửi cho quý vị biết rằng con người của chúng ta khi nó rã rời tứ đại nó là như vậy. Đó nè. Cho nên nói chung cái lời nguyện này, cái lời nguyện thứ 28 tức là nước của Ngài không có sự bất thiện, không có cái, những cái điều mà tội ác, không có điều bất thiện. Đó nè. Và nguyện tham chính là trụ lên chánh định. Tức là cái người mà về Tây Phương khác là người ta trụ lên cái chánh định. Là gì? Người ta gặp ánh quang minh cũng chánh định. Người ta thấy cái nước chảy trong cái an thất bảo cũng là chánh định. Mà chim hót cũng là chánh định. Vì sao bên đó là kêu không có ngạ ngục, địa ngục ngạ quỷ xuất sanh là lại có chim hót. Chim đó là do thần thông diệu dụng của Phật A Di Đà biến hóa. Quý vị có coi ở trong kinh A Di Đà đó mà.
và thần thông của Đức Phật A Di Đà chuyển hóa, và chim này là chim ca lăng tằng già cất lên một cái tiếng là chúng ta vô định liền. Cái Đức Đại Vương các trang trí như vậy, không nè, và vui như lậu tận, lậu tận tức là phiền não không còn nữa, nó an lạc và chẳng có tham chấp thân này, chẳng có tham chấp thân này. Cái này quan trọng, chúng tôi thấy nó trùng hợp là gì quý vị biết không? Nó trùng hợp tức là không chấp thân này, còn chúng ta ở ta bà là chấp cái thân này, đến khi còn chết rồi nó vẫn còn chấp. Bởi vì hàng ngày mình không tập chấp cho nó, mà hàng ngày mình chải đầu, hàng ngày mình dưỡng tóc, hàng ngày mình mặc áo đẹp, hàng ngày mình cho nó ăn, hàng ngày mình ngủ đó nè. Cho nên hình ra có một vị thầy nói á, cái thân của mình đối với người nữ, cái thân mà thân người nữ á, cái người nữ thì coi ông chồng này là ông chồng phản bội. Nếu người này là người nam thì người nam coi cái thân này là một vị người vợ phản bội. Bởi vì sao phản bội? Bởi vì chúng nữ chúng ta mang ra thiêu, như chú này là mang ra thiêu, ngày mai thiêu là mất rồi, đúng nè, rồi mang xuống chôn là đường mang nó đi, tâm thức đi theo nghiệp, nghiệp lực, sức mạnh của nghiệp nó đẩy đi. Nếu mà nghiệp niệm Phật thì nó đẩy về Tây Phương, mà nghiệp đau đớn khổ đau thì nó đẩy xuống địa ngục hạ quỷ xuất sanh. Còn cái nghiệp thường thường nữa là trở về cảnh người, nghiệp thiện cao cao chúng nó về cảnh trời thì lục đạo luân hồi, thập pháp giới địa ngục hạ quỷ xuất sanh, nhân thiên thanh danh viên giác bồ tát, gọi là cửu giới chúng sanh, rời pháp môn niệm Phật này thì không thể nào thành vô thượng giác. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn niệm Phật này không thể nào được pháp phòng mê, đúng vậy. Hôm nay nếu không có pháp môn niệm Phật thì chú này phải kéo dài mạng sống đau đớn quặt quại đúng không ạ? Và hành gia gia đình mà phước càng ngày thì càng giảm, thì ta lo cho mình, mà cứ càng lo thì làm cái tâm nó càng tối thì nó càng cực chừng đó. Cái nhà vừa xuống không chứ ba tính nó đi, hôm nay ba quậy con nữa hả, xuống chùa rồi mà còn quậy con nữa không, nó nổi bực lên, nổi cấu lên, và khi mỗi nổi cấu đó mà tắt hơi là xuống điện, xuống là cảnh xấu à, đó nè. Đó, cho nên bây giờ phải chuẩn bị cho mình cái hành trang ra đi. Cái hành trang của mình ra đi đó là bây giờ mình phải cố gắng niệm Phật cho nhiều, cho có vốn, để lúc đó mình có thể tin Phật Di Đà. Chứ còn bây giờ hiện tại không niệm thì lúc đó là nhất không tin. Không tin dọn cho người ta niệm nhiều, mình phải có thời gian, cho nên là ngắn thì không có đủ sức. Quý vị thấy nè, cho nên hôm nay chúng tôi nói đến chuyện nguyện này, mà khi mình về đây luôn được thân sắc vàng rồng ba hai thứ tốt, còn mình ở bên ta bà thì cái thân của mình nó trượt phế dơ nhắn rõ ràng như vậy. Nhưng mà những người nào niệm Phật một thời gian, cái thân của mình bắt đầu nó trang nghiêm, nó đẹp, nó thanh tịnh, và khi chết nó không có mùi. Bằng chứng như là chú này đã rửa cả người lên, mà trời, quý vị biết một cái lỗ nó ăn sâu vô gần cái lỗ đó, xương mông nó lòi ra, mà nó hôi, mà cái người nó đã hết, ăn nát hết cái dưới đó, vi trùng ăn, vi trùng cũng xanh, ăn nát trơn rồi. Như vậy là cái thân thể nó rất là đau đớn, nó hôi cuối. Quý vị nào nè, đó, cho nên thành ra cái thân thể ở ta bà này nó là dơ giấy, là trường, nó dơ giấy như vậy, nó hôi cuối như vậy. Còn cái thân thể ở Tây Phương thì nó thanh tịnh trang nghiêm, rất là vi diệu. Quý vị nào nè, nhưng mà khó có người tin được cái điều này, khó có người tin được là cái thân ở Tây Phương nó sẽ được trang nghiêm. Bởi vì không thấy, đúng không ạ? Thì tin qua gì? Tin qua nghe ai nói? Nghe Đức Phật Thích Ca nói lại 48 lời nguyện của Đức Phật Di Đà, đúng không ạ? Thì 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà nói và mày phát nguyện lên, thì Đức Phật Thích Ca mới tin, với Đức Phật Thích Ca mới nghe, mới biết, mới nói. Vì vậy cho nên thành ra Đức Phật Thích Ca ngài tin lắm. Vì sao? Bởi vì chính mắt ngài thấy, ngài đã đắc được Phật nhãn. Còn mình tin qua nghe Đức Phật Thích Ca nói, cho nên cái sức tin của mình nó còn yếu, đúng không ạ? Nhưng mà đặc biệt cái người niệm Phật là khi trước khi chết nó cuối khoảng này, như cái chú này không ạ, mà niệm Phật một thời gian cái nó hết thôi, mà những người niệm Phật đó người ta có thể nghe được mùi thơm của nó luôn, có thể thấy được ánh sáng của nó luôn, và thân người ta bắt đầu mềm mại. Chiều hôm nay chúng ta sẽ chuyển nghiệm 8 giờ 8 tiếng đồng hồ, chiều hôm nay 4 giờ chúng ta tu xong, chúng ta sẽ vô để cho gia đình nó rửa ráy đó. Thì quý vị ngồi nhìn coi thử coi nó mềm như thế nào. Đặc biệt cái con niệm Phật nó có cái năng lực, nó sẽ làm thân thể này không hôi thối, mềm mại, giống như sư cô Pháp Giác. Sư cô Pháp Giác sao? Nhỏ máu cơ tim mà tiếng người hết rồi mà niệm nó hồng lại, để một cùng luôn mà không liệm ra. Đặc biệt là không liệm cho quan tài mà để một tuần,
tai hồng lại, mình dám làm cái chuyện này không ta? Hoặc bao nhiêu người này ở lại cái mình để ông nằm ở trên đó mang ra đây bị giết luôn thì ba năm sau cùng thì ba năm sau các bạn nổi đâu không ạ? Muốn được như vậy thì cái người đó hiện tại nó tu dữ lắm gì, nó tu dữ lắm à, chứ còn đã rửa như vậy rồi cũng rất là khó đúng không ạ? Mình niệm cho không còn mồ hôi là hay lắm rồi ạ, đúng không ạ? Niệm không còn mồ hôi là hay lắm rồi đó. Mà bây giờ mình niệm cho có mùi thơm, mà chúng tôi tin chắc nếu người nào ở dưới này chịu niệm, ngồi ở dưới chung với cái chú Hàng Thái mà chịu niệm ra đến chiều, mình sẽ cảm thấy có kết quả đó này. Cho nên thật ra thực sự lúc trước chúng tôi cũng lo không biết bây giờ mình hồi niệm cho một người làm sao đây, nhưng hôm nay thấy cũng rất là bình thường tự nhiên, là bởi vì sao? Có sự gia trì của Phật lực, cho nên mình thấy rất là tự tại. Chúng tôi có thể ngồi xuống giúp tóc, có thể ngồi những cái khi những lúc mình muốn thương mình hôn cái cũng được, sao đó này, cái gì đâu mình sợ đâu, để rót nước cho uống rất là bình thường đó này. Cho nên thành ra khi chúng ta hồi niệm và tiễn đưa một người giảng sanh, một người chưa nói là bản sanh, một người người ta tự tại, người ta ra đi một cách an nhàn, công đức này lớn, công đức này rất lớn đó nè. Cho nên thành ra hiếm có những người mà tin được lời của Phật. Đây là một cánh băng tôi đọc lại cho nghe. Lúc tôi làm Phật, trong nước không có danh từ bất thiện đó nè, tất cả chúng sanh sanh trong nước tôi đều đoàn một tâm trụ nên chánh định tụ, vĩnh viễn thoát khỏi nhiệt não. Nhiệt là nóng nảy, não là buồn phiền não loạn. Chúng ta đang sống trong não loạn và buồn phiền mà về đây phương không còn, nhưng mà về đây phương chưa được, chưa về, mà người này nhất tâm niệm Phật thì nó cũng tiêu cái nhiệt não bằng chứng như chú này. Trời ơi, quý vị biết chúng ta mới lên, cái thầy ơi, thầy làm sao cho con hết tâm đi, con đau lắm. Vậy mà xuống niệm một thời gian, nó bắt đầu khỏi đau không? Con niệm Phật nó làm cho mình không còn nóng nảy, nhiệt não và buồn phiền lo sợ. Có tin đó, ai có niệm mới tin nha, không niệm không tin đâu à. Có nhiều người đã coi niệm Phật như nhạc rốt, thay vì mở nhạc rốt mở niệm Phật, không tin nổi, không tin có niệm Phật nổi đó nè. Đó, và gì? Tâm được thanh lương. Trời, khi mà tâm mình nó nóng nảy, bực bội, nó khó chịu, nó bức rứt do cái thân thể nó đau bệnh đúng không ạ? Mà niệm Phật nó thanh lương, thanh là thanh tịnh, lương là nó mát mẻ, mát mẻ thanh tịnh do câu niệm Phật nó làm nó sanh ra. Khi quý vị nổi xanh lên một cái là nổi cái gì, một lần biến chất nó đâu, nó biến dạng, nó thành máu đậm. Tâm của mình thanh tịnh mát mẻ, máu của mình bắt đầu nó tươi nhuận, nó mát mẻ, rất là hay, tâm lý nó biến dạng đó nè. Hưởng thọ khói lạc như lậu tặng tỳ kheo, nếu họ khởi tưởng niệm tham cắt cái thân này á thì ngài không làm ngôi chánh giác, tức là về đó là không còn trong đắp đấm cắt cái thân nữa, còn bên này là còn đấm chấp. Còn muốn rời khỏi đấm chấp thì sao? Chúng ta nhập câu ai gì mà chúng ta niệm, niệm cho nhiều bắt đầu nó buông ra. Nhưng mà khi nào không đấm chấp quý vị, thường là không đấm chấp là lúc mà cộng tử nghiệp hấp 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 ngáp ngáp hấp hối, lúc đó mới rời được. Chứ còn bây giờ đây, còn bây giờ đây còn đẹp quá mà, còn xuân quá mà, đó mà. Còn nhìn thấy bầu trời nó còn tươi quá, thấy nhà cửa thiệt, người thiệt, con thiệt, chừng nào bắt đầu nó đi cái đùng tới ngã rồi á, bắt đầu chúng ta thấy là giả. Mà lúc đó chúng ta thấy giả là đã muộn, muộn rồi. Hôm nay ngay bây giờ tại đây chúng ta thấy nó là giả thì chúng ta mới chịu nó là buông. Chứ nếu là thề là thiệt không chịu buông à, bây giờ quý vị đi ra mua vàng đi, hai bên một cái là vàng giả vàng thiệt, mà quý vị biết nó là vàng giả rồi quý vị chịu mua à? Không có chịu mua, mà biết vàng thiệt mình mới mua à, phải không à? Cũng vậy, mình chưa biết cái thân này là giả nhưng mình chưa dám rời mà. Bây giờ muốn làm sao cho biết, đưa cái chánh giác A là vô di đà là lượng Phật là giác, đưa cái vô lượng giác A di đà Phật, A di đà Phật, A di đà Phật, đưa cái giác này vô biết thì tự nhiên nó chấp nhận cái này là giả, chấp nhận một cách vô điều kiện. Khi chấp nhận là giả rồi nó mới nhận cái thân bên Tây Phương 32 tướng tốt 80 ngày đó nè. Cho nên thành ra sao đặc biệt cái nguyện này, sao đặc biệt cái nguyện này là cái nguyện thứ 31 Phật nói là về nó không chấp cái thân, là bởi vì Phật thấy ở đây chúng ta chấp cái thân nặng quá đi. Cho nên thành ra Phật mới nói rằng các con ơi, về bên đó không còn chấp thân nữa đâu, ở bên này mới chấp thân nè. Ở bên chấp thân cho nên thành ra cái thân tâm là một đó à. Nhưng mà khi không chấp thân nữa là cái tâm mình với thân là hai. Nhưng mà khi mình ngủ rồi, người ta ngủ say ngủ mê chết chết mình nhéo không thấy đâu đó, đó là ý thức nên nó không còn cảm giác. Nhưng mà cái A là gia thức, cái mạc A thức nó ra khỏi cái thân, nó về Tây Phương, nó để cái thân lại đây, lúc đó mới là hai.
Lúc đó nó bỏ đầu nó làm cái thân, nó bỏ cái thân này nó làm cái thân heo, có cái cô đó, cô giết heo, chuyên nghiệp luôn. Cái mặt của cô ra cái mộng như con heo này. Khi chết cô phải nằm, cô bò, cô kêu như con heo. Mà vừa rồi đã có các mấy cô lên nhà thương, cô nuôi mặt tử hết đó. Cô nuôi cô nghe trong nhà thương, rống như dê, như heo, như bò, đêm khuya nó rống luôn. Thân người, thân là người, nhưng mà tâm thức nó biến dạng thành heo, thành bò, thành dê. Chết cái đỏ thẳng xuống, bỏ cái thân này, nó đi lấy cái thân dê, thân heo, thân bò. Do cái gì? Do cái tâm tham kết tinh, nó làm loại ngạ quỷ. Do cái tâm si mê kết tinh, đó là thai của cái tâm, cái loại xuất sanh, nó mang cái thân xuất sanh bò heo lừa chó. Do cái tâm sân hận, nó kết tinh là cái nhân để nó đọa vào địa ngục. Rất chính xác, rất khoa học, rất là triết lý. Chứ không có một thần linh nào, chứ không có một thượng đế nào có thể đưa chúng ta vào địa ngục, ở hoài trong địa ngục. Không phải một vị thượng đế nào đưa chúng ta lên cõi trời, chúng ta ở hoài trong cõi trời. Như vậy là thượng đế mất công, không có công minh. Không có công minh, mà chính nơi nghiệp lực chúng ta là tòa án lương tâm, là thượng đế đọa hay là đọa lạc hay là vào cảnh Phật điều cho chúng ta cả. Cho nên thành ra cái này là chân lý. Đức Phật tìm ra cái này là chân lý. Đó nè, có những cái tâm thái người ta nói chết rồi đó. Chết rồi thì sao? Khi người ta chết rồi á, là thân tứ đại trả về cái tứ đại, cái linh hồn, cái tâm thức không thấy, mất, coi như là hết cảm giác. Cho nên người ta tha hồ làm bao nhiêu điều tội lỗi, đúng không ạ? Cái đây là chấp đoạn, trước khi Đức Phật ra là cái chấp đoạn. Còn chấp ư là nói rằng có một cái linh hồn, cũng như chú này chết rồi đó, có một cái linh hồn, mà linh hồn này là do thượng đế kêu mình đi vào địa ngục mà phải ở địa ngục hoài, kêu về cõi trời là ở cõi trời hoài do thượng đế sắp đặt, thì cái điều này cũng không đúng, gọi là chấp thường. Hoặc nói hai điều này là không đúng, sai. Mà họ nói gì? Họ nói là chết rồi theo nghiệp lực trong 49 ngày. Nếu người ta không được niệm Phật, không được vãng sanh thì nó đang tìm thân khác. Mà qua 49 ngày không tìm thân khác được, nó phải chấp lại cái thân cũ. Còn cái người tự dẫn chết thì cứ tuôn chết lại lần, tuôn chết lại lần. Nó trả nghiệp cứ tuôn chết lại lần, tuôn uống thuốc lần, tuôn treo cỏ lần. Nếu mà treo cỏ cứ tuôn treo cỏ lần, nếu uống thuốc tuôn uống thuốc lần. Còn nếu mà đứng xe tăng thì tuôn xe tăng lần, nó xô người ta, nó thế, thế tăng cho nó. Đó, đó là cái tâm nguyện của chúng tôi. Mà nếu ai mà có phát bồ đề tâm để phụ thêm đưa các vị xuất thiêu. Và trước giờ thì chúng tôi không khi nào vận động để mà xây chùa, xây chiền, xây phòng, xây ốc, làm đường, làm xá, không vận động làm gì cả. Nhưng mà thấy gia đình người này rất là nghèo, và chú đợi mình, đợi cái ngày chủ nhật chú ra đi, thì tùy theo các cô, không có bắt mình phải là bao nhiêu. Đạo tràng, riêng đặc biệt đạo tràng ở đây là không khuyên góp, không ra quyết định quý vị về đây phải đóng bao nhiêu. Tùy lòng hảo tâm quý vị thanh kinh mà chúng tôi dành cho quý vị, tùy lòng hảo tâm quý vị làm Phật sự gì thì quý vị làm. Nhưng hôm nay chúng tôi không phải kêu gọi mà thông báo quý vị biết, nếu ai phát tâm chúng ta đưa linh cữu chú xuống, và chú cũng muốn muốn thiền, gia đình cũng muốn muốn thiền, mình làm tâm nguyện cho người ta. Lúc này mình đáng lên mình làm. Bởi vì sao? Con người là chịu về chùa. Bởi vì sao? Con người là chịu niệm Phật. Khi mà bản sanh về Tây Phương mà còn chấp cái thân này thì thề không ngồi trên giá. Nhưng mà thưa quý vị nghe, quý vị để ý lại thôi, tiền bạc có thể mình buông được, chồng mình, vợ mình có thể bỏ được, con mình có thể bỏ được, nhà mình có thể bỏ được, họ ạ, có thể bỏ được. Nhưng mà cái thân này không phải dễ dàng. Là ngày nó giải đầu nè, hàng ngày bắt đầu nó lo cho ăn nè, hàng ngày nó đắp bền nè, nó cứ mỗi lần lo nó chấp một cái, nó chấp một chút. Hàng ngày nó bắt đầu đánh răng nè, nó cũng chấp cái răng nè. Hàng ngày cạo rau, cạo đầu nè, hàng ngày đắp vô son nè, hàng ngày lo cho mặt nè. Tức là lo một cái là nó chấp một chút, lo một cái nó chấp một chút. Đến hôm nay là 70 tuổi là nó chấp dữ lắm hả? Chú này mới 26 tuổi mà ổng còn chấp như vậy, mà còn 26 tuổi mà già nát, nằm khổ quá, nó biến dạng. Vậy mà cái nhiều bà chín mấy tuổi mặt tươi, nhìn nhuận ra đẹp ra, cái phước báu của mình. Hôm nay quý vị cái thân, cái thân xác quý vị mà sống đến ngày hôm nay là phải nói là cái phước báu của quý vị lớn lắm. Thập phương Tam Thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương chư Phật đến đây để gia trì tướng lượng rộng dài, để gia hộ cái nguyện lực của Phật Di Đà. Nếu ai chịu niệm Phật và tin có thể vui và chịu về, điều này chúng tôi tin 100%, điều tâm mình đúng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả.
Bây giờ thằng nói chú nghe nè, Đức Phật A Di Đà chuẩn bị xuống chú rồi. Đó nè, thì khi xuống trước chú là cái tâm của chú ra khỏi cái âm này nó không còn đau nữa. Thế thôi chú nằm như vậy là chú đau rồi. Đó nè, rồi những người cũng đứng theo hầu cái chú hoài. Mở mắt ra nghe thằng nói nè. Đó chưa? Thì bây giờ đó, muốn không còn đau nữa, chỉ có một cách là theo Đức Phật Di Đà. Ở Đức Phật Di Đà gần xuống rồi. Đây thầy nói không có sai sự thật. Tin không? Tin không? Tin ha? Tin thì bây giờ phải tha thiết mà niệm. Nha. Tha thiết mà niệm thì Phật Di Đà nè. Y có hình Di Đà nè, mình mở mắt nè. Có hình Phật Di Đà đây, chắc chắn là có Phật Di Đà. Bởi vì người ta chụp được tấm hình của Phật Di Đà rồi, tức là có Phật Di Đà xuất hiện. Hiểu chưa nè? Đó nè, thì chắc chắn là có Phật. Thì có Phật như này là Phật sẽ xuống giúp chú. Mà một mình chú niệm không được thì cần phải nhiều người niệm. Và 10 người, nhiều người đều vô đứng đây này mà chú không niệm là người ta không thể nào đưa chú đi được hết. Biết chưa? Niệm cho tha thiết, cho mạnh lên, cho tiên quyết lên. Hiểu chưa? Bây giờ niệm theo thầy nè. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Tham Bồ Tát cùng chư thánh chúng thị từ chấn tích quang lâm phóng ngọc hào quang để tiễn đưa cho Phật tử Dương Minh Quốc pháp danh Hạnh Thái giờ này đã thành tâm niệm Phật và đang đợi Đức Phật A Di Đà và Đức Phật A Di Đà xuống để tiếp dẫn và tiễn đưa chú bản sanh về miền Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nguyện cho tất cả các vị oan gia trái chủ về đây hãy đồng lòng nhất tâm để tiễn đưa chú Phật tử Hạnh Thái để về bên nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, sanh trong hoa sen thất bảo, không mang cái thân nghiệp bệnh đau khổ như vậy nữa. Và chiều hôm nay chúng tôi sẽ cúng cho các vị ăn được no nê và đầy đủ hưởng tài thọ thực quán kinh thính pháp. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Bạch Đức Phật A Di Đà, giờ đây chú đã còn thở và còn biết, nên thành ra chúng con thành kính tha thiết cung thỉnh Đức Phật A Di Đà để tiếp dẫn chú vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 âm lịch. Cháu Dương Minh Quốc pháp danh là Hạnh Thái, cháu đã mất
vào lúc khoảng 7 giờ 15 phút ngày 25. Thì trong cái quá trình như vậy đó, thì cháu đã bị bệnh suốt hơn 3 năm về cái bệnh chấn thương cột sống cổ, và kéo theo của cái bệnh chấn thương cột sống cổ á là những cái bệnh phụ của nó là về viêm tủy, rồi viêm phổi, viêm bàng quang, rồi lở lét tay chân, rồi co rút. Tất cả những cái điều đó rất là đau đớn trong cái quá trình suốt 3 năm mấy trời đó. Cho nên cái điều kiện đó thì do đó mà gia đình thì cũng gặp rất nhiều khó khăn trong các vấn đề mà nuôi dưỡng cháu cho tới ngày hôm nay. Tới cái ngày mà anh nhìn cháu mất, thì trong cái ý nguyện của cháu á, là cháu cũng có một cái ý nguyện, tức là coi như là được về với Phật, về với Tam Bảo đó. Đó. Thì hôm nay là nhân dịp đó, gia đình biết được ý của thầy và đạo tràng ở dưới chùa Tịnh Thất Quan Âm có ý muốn cho cháu được vãng sinh tại đây. Cho nên là coi như gia đình với cái ý nguyện tha thiết của cháu đã đưa cháu về đây, và ngày hôm nay cháu về với cái tấm thân một nửa. Và cuối cùng là coi như vậy, là sau khi mà được ban tụng niệm hộ trì kinh pháp mãi cho tới giờ phút mà coi như cháu đi, cho tới giờ phút này, tức là sau hơn gần 9 tiếng đồng hồ, thì giờ này là coi như vậy, là tất cả những cái mùi mà thân thể phát ra bây giờ là nó hết đó. Nó trở thành như là một cái mùi coi như vậy, là một cái đài sen Đức Phật. Cho nên hôm nay là coi như là thay mặt gia đình đó, thì gia đình xin cảm tạ ơn của Tam Bảo và của thầy, cũng như là coi như vậy, là quý đạo tràng Phật tử các chú đã trì tụng kinh và giúp đỡ để coi như vậy, là cho tới cái ý nguyện của cháu được viên mãn như ngày như giờ này. Vô Phật. Vừa qua gia đình của chú Phật tử Hành Thắng đã có những lời bằng tất cả tấm lòng của mình và có tâm nguyện cảm tạ đối với Tam Bảo và đối với ban hội nghị của chúng ta, và cũng có phát tâm là hộ niệm cho những người khác trong suốt quá trình. Đặc biệt là khi mang về thì người của chú không được như mọi người, tức là không rất là những vết thương đã rửa rất là môn. Đến ngày hôm nay Phật tử niệm Phật, bây giờ chúng tôi đứng không lên một hồi nữa, và quý Phật tử ra nói rằng có nhiều niềm thơ. Giờ đây 8 tiếng, 9 tiếng đồng hồ là gia đình sẽ rút mắt cháu và sẽ kiểm tra từ cái tướng biến chuyển như thế nào. Chắc rằng cái sự gia trì của chú Phật A Di Đà, đặc biệt là cái tượng Phật trước mặt của chúng ta đây, khi mà chúng tôi mang lên nhà thì chú rất là vui, và chú nói không có Phật nào đẹp bằng Phật này. Chắc là chú sẽ theo Đức Phật A Di Đà này. Và khi bắt đầu chú xuống đây thì gặp rất nhiều người oan gia, tôi không theo ai hết, theo Đức Phật A Di Đà. Về đây chú Dương Minh Quốc pháp danh Hạnh Thái đã cùng với thầy và tha thiết về chùa thầy để niệm Phật, và đã quyết định theo Đức Phật Di Đà, đã nghe lời thầy chịu niệm Phật, chúng ta đi một cách rất nhẹ nhàng. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Ai đi đâu, 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 ai đi đâu,